I still got two more weddings I gotta. Which one? Yours and the baby girl. Yeah, over the side, yeah. And I'm done. Then I go back to my normal hair. Mình có ba cái á, thằng Trương này, cái của mình rồi, mình có hai cái nữa. Anh tính luôn cái của mình là. Là ba. Yeah, actually đó là consider. Vậy mình có ba cái, một cái, hai cái rồi thằng Trương với là Quỳnh. Mình tuần này năm nay quá trời. Cũng còn một cái. Ồ, đi không được à? Đám cưới của Duy đó. Ờ, mà đám cưới của Quỳnh có đi không? Memphis á. Có mời đồng đi. Mời chú. Đâu có mời đâu. Chưa mời thôi. No, taxi quen. Nobody has thiệp yet. What? Ờ, chưa có ai thiệp á. She actually hỏi về cái địa chỉ đó. Chứ giờ này chưa đưa thiệp đến nhà tháng 10 rồi. Ờ. Yeah, she không có message luôn. Yeah, she need to save that, send out the day. Oh, no. Trong cái group của Dallas, Facebook á. Ủa, Facebook trong Dallas, she has one. I don't know, man. I didn't see that either. We don't remember any invitation on nhắc nhở. He has said every day, so that's why we book it for Thanksgiving and đi luôn. Otherwise, nếu mà có invitation là mình đang. Xin quen đó. Về một hai ngày sớm là đi đám cưới rồi. Em bên đây sáng ngồi chơi luôn. Oh my god, tội nghiệp vậy. Oh my god, tôi vậy. Bây giờ đi làm gọi là gì? Theo mắt quắt nó qua bên kia. Then look at us. Mình tối giờ tiệc mí mà. Ồ nha, cái group đó đang là Facebook á. Khi nào đây nữa? Mấy bữa nay cho ăn cho bỏ Mỹ đi ăn này. Oh no, nhưng mà Mỹ không ăn cái này đâu Lily. Ai nói vô Mỹ không? No. Anh vô Breaker thiện coi Mỹ không luôn á. Tùy theo cái location. Breaker nó thật tiết kiệm không? Đúng rồi, nên thị nó mới làm ở đó. Tại Mỹ không à? Oh really? Bà đoán nó ngon hơn không? Breaker dở. Sao biết anh chưa? Nó chỉ có xem, nhìn xem thôi, nó thấy nó mua. Vô ủng hộ thằng thiệt, cho nó tên tiếp. Breaker nó làm cái taste giống ai rồi. 35 đồng một đứa. No, tại vì biết sao không? Tại she quên á, chứ không phải là she không nhớ đâu. Chị quên thì quên, bây giờ quên thì để chấp nhận được chứ bây giờ. Còn đặt đi nhà không bao nhiêu cái em. No, mà she cũng còn anh em sẽ phải nhớ. We book là chị cũng không remember là book actually. No, we book first and then. No, actually she không có. Actually she tự nhiên có cái group text đó, nếu như anh không ở trong đó she cũng không có mời, chị cũng không có. Anh cũng không biết. Yeah, I would not know it either. Ủa, tại vì tại sao tôi book hotel làm gì vậy? Cause I'm obligated. Tối nay ngủ hotel làm gì vậy? Ngủ nhà ai? Đâu biết đâu. Đâu có biết là nhà có nhiều người hay không đâu. Sao không hỏi? Vì kind of don't want to ở nhà Đức cũng hơi kỳ. Đúng là Đức đôi nhà Lily. You even know? You should have asked. We got like too many people to eat. No, but we don't want to say on Đức. We don't want to say on Thanh. No, Đức Thanh. We don't say with Đức either. Why you say that? Hey, con Son đảo nó đây à? I know, but it's a waste of money. 50 bucks. Mà cũng có theo đâu mắc đâu. Đưa cho nó cái thiệp được không? I'll bring it to you, yeah. Đưa đây. Đưa, có cái bút không? 50 bucks. Có cây bút ở đây không? Lily, có cây bút trong bóp không? Lily, có cây bút viết xuống được. Ấy, nhanh có mở cửa được không? Đưa cho nó hơn cái thiệp. Đấy, quên đó. Con sao đi làm không ai nhớ. Con người ta đi làm đi làm cho đi hỏi chắc chào 40 phút rồi á. Không có phone à? Có I have it but check lại coi. Dude, press hard. Push it. I press hard on it. Này.
tự đóng rồi. Có cái bút không nha? Anh lấy có cái bút đó. Tí nữa nha, tí nữa thôi. Bên anh có, anh muốn tiền mặt không? Em có mấy ngàn tiền mặt á, em đưa anh. Làm gì? Anh đưa tiền, anh gieo qua. Em làm biến đi deposit thôi. Ok, cũng được. Tự nhiên lấy tiền mặt. Nó chỉ hỏi thôi, tại mấy người thích tiền mặt thì... Mấy người thì có người cho đúng không? Đi chợ từ sáng đến giờ mấy trăm pound thịt dê. Well, yeah. You done your hair ready? Yeah. This is the hair color for the wedding? Mm-hmm. Oh, boring, what is? No, I want my natural hair. I just want a little touch, that's all. Trời. Wedding thì làm dramatic. No. Ready? Sau wedding, I'll be dramatic. Huh? This is 10 minutes. What? Almost done. Oh. Nhưng không có pen. Tí nữa đi ngang cái reception của nó lên. Sao nhà có chìa khóa, có bút rồi không? Ô dạ có. Viết viết luôn cho nó đi. Để đi chữ chữ đẹp viết luôn đi. Ừ. Viết chữ đen Sean cũng được. Đà, ừ. S H O N. No. S H A W. A W N D A. Sean. S S H A W N D A. Shonda. Like that. And guess, yeah. Nó đi với thằng què á. No, no, she nói là she bring a wet guest. She nói she bring her mom. No, no. She said she will bring her friend with a wheelchair. Nó nói là cho nó ngồi chỗ nào mà đừng có vướng người ta vô da vô. Sonda. Yeah, đừng biết, biết trong nữa. Sonda, yeah. Em viết không à, chứ em biết cái tên. Em guess. And... S-H-A-W-N-D-A. Này, chứ là chưa. Nè, đi đi này, có bút này, over here. Rồi, viết trong luôn đi, viết đại như này đi. Bên ngoài đâu, bảo hỏi líp, líp em thì cũng được, không cần đâu. Để trên này viết này. Khỏi cần cái gì nha. Khỏi cần cái gì. Không cần gọi cần sticker đi. Lím đi, à tên nào lím. No, trời ơi, COVID mà lím. Đưa đây. Ồ, chắc xin nó không có đi Boston à. Đó. Ồ, next week à. Oh shit. Sao nói September. Ồ, tôi nói September là October. Tuần trước khi... No, no, I'm not dyeing my hair anymore. So I transition. Want natural. And then transition back to dark after this one. Do not grow red long or somewhere else. You know, you know that wedding thường á là người ta phải natural hair. Cause you look at it 10 years from now, your hair like this gonna be sun. Now it's very trendy. But my, my hair is silver for my wedding. Yeah, 10 năm sau nhìn lại nó, ôi sao lúc đó mình sơn như vậy ta. That's why stick with your natural hair. No. Well, are you gonna get almost natural? Okay, let's ready. Ready? Anh Đức cho ăn xong luôn rồi á, mình vô. Ừ. Sưng sưng vậy sao? No, because they asked me and I told them no because and then later on we changed the husband. Honestly, I wanted to go to snack bar. My day. Huh? Sao mà lại là chiều sao không lại là chiều Sunday vậy? Ông cầu gì nữa? Khỏi ông cầu.